Chào mọi người. Thì ở đây là bên cái giống đồng tiền này có hai loại: lùng cao. Cao không? Đẹp quá ta. Cái này đẹp rồi đó. Cao đó, nó gió nó bạc đó. Lùng nghe giống giống tiền lùng. Cái này cao quá. Cây 5 bông. Mọi người thì không biết sao chứ mình thích trồng đồng tiền lùng hơn, vì cái bông nó lên nó không có bị ngã đi. Ta trồng này giống nó sẽ nhảy con như thế này, nhảy rất là nhiều con. Ngày sau này mình tách ra mình bán giống. Đối với mấy cái đồng tiền thì thực chất cũng rất là dễ trồng các bạn. Khó lắm nếu mà xây được cái lưới như này thì che bớt nắng với mưa đi. Lại cái mô đất của đồng tiền mình nó phải cao, vì đồng tiền này nó thích ẩm nhưng mà nó rất là sợ nước. Chỉ cần hơi ướt xíu là nó sẽ thúi này, hoặc cái lá bị bệnh này. Ví dụ như cái cây này đây. Đây những chậu này, cái chậu nó ướt, tại cái cây nó bị bệnh rồi, là chết, sẽ chết được rồi. Này giống một tiền cao này có bông đẹp quá. Tiền cao thì cái lá của nó bự với lại nó dài quá. Còn cái đồng tiền lùng thì này những cái kết cấu vẫn đẹp hơn. Ví dụ như chỗ này cái kết cấu cái chậu nó vẫn là cần sinh thành từng mối hơn, như là nó mau nhảy con rất là nhiều con, sau này nó lên bông, xử lý phân xử lý thuốc nó lên bông, bông rất là nhiều.
rất là thấm. Cam mình lên màu đẹp lắm nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn, cam đỏ. Đây là vùng trồng cam cao, cao. Trồng mấy loại này thì cứ nhắn cho mình biết, ví dụ mà không biết trồng thì đó. Ở dưới comment thì mình sẽ trả lời nha. Còn mấy thì đi bóc dưa vô bên nước thì cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn mọi người.